Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 20 vụ sản xuất kinh doanh rượu, trong đó phát hiện xử lý 6 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 17 triệu đồng. Ngoài kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu và tiến hành tiêu hủy trên 300 lít rượu, gồm rượu trắng và rượu táo mèo, trị giá gần 7 triệu đồng. Các lỗi vi phạm phát hiện và xử lý gồm kinh doanh rượu dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định, kinh doanh sản phẩm rượu sản xuất trong nước không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước, không niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu tại địa điểm kinh doanh. Để tăng cường quản lý và phòng ngừa những hệ lụy do tiêu dùng rượu không đảm bảo chất lượng gây ra, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng trong quản lý, siết chặt thị trường rượu từ khâu sản xuất nguyên liệu đến khâu tiêu thụ.